Chà, mới đầu năm đầu tháng mua sắm đồ dữ ha. Chứ sao, vừa có lì xì cái là tôi đầu tư vô mô hình hết luôn. Ê mà không biết gì chưa, bên là shop á, tôi mới phát hiện ra nha, là mới về mấy cái mô hình chủ đề tại Du Ký á. Tại Du Ký? Ừ. Ủa, tôi cũng mới mua mà em. Ừ. Có phải laptop ngủ không 500 cành đúng không? Ừ, nó. Ủa? Máy gần đam hả? Vậy ý tôi là cái mô hình lắp ráp kiểu xếp gạch này nè. Xếp gạch hả? Đó giờ tôi cứ tưởng xếp gạch là mấy kiểu mấy cái ngôi nhà đồ này kia, còn ngủ không này là sao? Tôi mới thấy luôn á. Mới chứ sao không? Cái này á là mô hình xếp gạch của Sluban, chơi như Lego vậy á. Giờ nha, ông để con vũ công này qua một bên đi, xong rồi ráp cái con này với tôi coi có cái gì hay. Được. Lego hay mô hình xếp gạch là một thuật ngữ đã quá quen thuộc. Có thể hiểu đơn giản là xếp những cái khối gạch với những hình dáng và màu sắc khác nhau thành những mô hình như là nhà cửa, phương tiện, con vật. Và nhân vật ngày hôm nay mà Nershop muốn giới thiệu cho các bạn chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Một nhân vật đã quá quen thuộc với tuổi thơ của rất nhiều người. Bên cạnh mô hình Lego và Kiplay mà Nershop đã từng ra qua trước đó thì vẫn còn một cái dòng mô hình xếp gạch khác rất là thú vị, đó chính là Sluban. Nhìn bên ngoài thì packaging không khác gì là Lego luôn. Trên cùng là logo của hãng, còn có thêm thông tin về số mảnh ở trong bộ nữa. Ở giữa là artwork của sản phẩm. Nhìn sơ qua thì cũng thấy được cái khả năng bâu dán nó đỉnh cỡ nào rồi đó. Ở mặt sau là một vài tính năng của mô hình, ví dụ như là một số chỗ khớp đặc biệt có thể tương tác được. Bên trong hộp thì được đóng gói rất là tinh tế, gồm có sách hướng dẫn, còn các part thì được để ở trong một cái túi nhỏ và có đánh số thứ tự. Đối với lại các mô hình của Sluban thì sẽ được chia ra làm nhiều công đoạn để lắp ráp, và khi lắp tới đâu thì tụi mình chỉ cần chuẩn bị cái túi có cái số part tương ứng với cái bước đó là được. Ví dụ như từ bước thứ nhất tới bước thứ 9 thì là túi số 1. Các part của mô hình thì sẽ có một cái bề mặt nhựa bóng giống như là được phủ một cái lớp top coat bên trên. Điều này thì sẽ làm tăng thêm cái trải nghiệm trong việc lắp ráp, khi mà nhờ vậy thì các mảnh part có thể snap fit với nhau rất là dễ dàng. Ngoài ra thì màu sắc nó cũng là một cái điểm ấn tượng, khi mà cái chất lượng hoàn thiện phải nói là rất là tốt, không có bị cái tình trạng lem hay là để lại các cái vết xước trên bề mặt. Decal là một điểm cũng cần phải đề cập tới, khi mà toàn bộ những cái chi tiết trên bộ giáp của Tôn Ngộ Không đều được tái hiện bằng decal dán. Mà cái decal này thì cũng không phải là dạng vừa đâu nha. Decal trong bộ kit này rất là to, nên là cái trải nghiệm dán decal phải nói là phê chữ E kéo dài luôn. Mà chưa kể là trên bề mặt nó còn có một cái lớp ni lông nữa, một phần là để bảo vệ cho các chi tiết được in bên trên, cái phần còn lại là để khi mà mình dán vào thì nó được hài hòa với lại cái phần nhựa bóng của mô hình. Ngoài ra thì cái việc sắp xếp các part có màu khác nhau để tách màu cũng là một cái điểm khá là hay mà tí nữa tụi mình sẽ đề cập sau nha. Mặc dù là có tới 615 mảnh, nghe thì nó nhiều á, nhưng mà ráp một hồi rẹt rẹt cái là xong à. Do là cái phần hướng dẫn rất là chi tiết và dễ hiểu, tụi mình cứ việc ráp từng bước một là được, hay người ta còn nói là cứ làm theo sách giáo khoa là ok nha. Đối với là những cái mô hình này thì sẽ không có một cái tỷ lệ cụ thể như là Gundam, mà sẽ có kích thước khoảng 30cm, tính ra là to bằng một con BG rồi đó. Đầu của Ngộ Không thì được tách màu rất là tốt và có một vài chỗ mà tụi mình có thể tương tác được. Đầu tiên, mắt nó là một cái bắt clear và hoàn toàn không có decal ở chỗ này. Tiếp theo là tụi mình sẽ có một cái bắt màu da người có dán decal lên để mà tái hiện lại cái khuôn mặt của Ngộ Không. Cuối cùng là hai cái cọng râu ở trên mũ có thể gặp lại rất là thoải mái để mà bâu dán tùy theo ý thích. Nếu mà đem so với lại cái bản chiếu trên TV á thì cũng 1:9:10 rồi nha.
xuống tới thân thì hoàn toàn không có khớp ở bụng hay là ngực, nên là toàn bộ thân là không thể xoay chuyển được. Nhưng mà bù lại thì nhờ vậy mà cái chất lượng build rất là cứng cáp. Cộng thêm cái việc các part nó được tách màu nữa thì phải nói là cái bộ giáp của Tề Thiên Đại Thánh nhìn rất là lộng lẫy. Ngoài ra thì cái cổ áo nó cũng có thể xoay chuyển qua lại để mà cổ nó không có bị vướng. Cuối cùng là cái áo choàng của bộ giáp, nó là một cái bắt hoàn toàn là làm bằng vải và được hoàn thiện rất là tốt, không hề có cái chi tiết thừa và được cố định vô cùng chắc chắn. Hai cánh tay được nối với thân bằng một khớp chữ C và một khớp dạng hình cầu, nên là toàn bộ cánh tay có thể xoay chuyển một vòng rất là thoải mái. Mảnh giáp ở cầu vai có thể di chuyển lên xuống được, nên là tùy vào kiểu bâu dáng mà bạn có thể tận dụng cái chỗ này. Cú chỏ cũng sử dụng một khớp tương tự với cánh tay, nên là có thể gặp lại rất là sát. Cổ tay thì có thể cử động thoải mái do là không có bị vướng giáp ở chỗ này, và đặc biệt là các ngón tay cũng có thể cử động độc lập. Ngũ Không thì cũng có giáp váy tứ phía, và đây cũng là một điểm rất là thú vị. Khi mà váy trước chỉ là một cái mảnh dài thon gọn để mà chân cử động không có bị vướng, cái mảnh váy sau thì to hơn, hầm hố hơn và gai góc hơn. Và đương nhiên là cả hai cái mảnh giáp váy này đều có thể xoay chuyển lên xuống được. Điểm đặc biệt ở đây chính là nằm ở cái giáp váy hai bên, khi mà hai cái mảnh này đều được làm từ giấy ni lông chứ không phải là các bắt nhựa. Mặc dù là cái công đoạn lắp ráp hai cái giáp váy này vô thì nó hơi thử thách một xíu, nhưng mà không sao, thành quả mang lại rất là tuyệt vời. Và nhờ có cái cách cố định của giáp váy nên là khi mà di chuyển chân thì cả cái mảnh giáp nó cũng sẽ di chuyển theo, rất là tinh tế. Chân thì cũng được kết nối với thân bằng một cái hệ khớp tương tự như tay, nên là có thể đá ra trước, xoẹt ngang, rất là thoải mái. Đặc biệt là đầu gối còn sử dụng một cái khớp gập có cái chốt ở giữa, nên là khi xoay bạn sẽ thấy nó được cố định lại ở một vài cái vị trí. Cái này thì chính là để cho chân nó đứng vững hơn đó. Về phụ kiện thì trong kit của Tôn Ngộ Không chỉ đi kèm theo một cái cây thiết bản, hoặc là bạn có thể gọi nó là gậy như ý, định hải thành châm, tùy thích. Về thiết kế thì cũng không có gì quá đặc biệt, khi mà chỉ được phối lại từ hai màu là nâu và vàng. Ở giữa thân của cây gậy thì có một cái chốt cố định để mà bạn có thể gắn vào tay dễ dàng hơn. Ngoài ra thì khi không sử dụng, Ngộ Không có thể cất cái cây gậy như ý này ở sau lưng. Nhìn chung thì đây là một mô hình lắp ráp rất đáng để trải nghiệm, vì kích thước to, chuyển động ổn mà tách màu rất là tốt. Nó là ngoài những cái mô hình lắp ráp khác như là Gundam 30mm, 30ms hay là Footgrind Standard ra, mà bạn nào muốn tìm cho mình một cái làn gió mới thì có thể thử qua cái mô hình xếp gạch này. Wow, cái hộp em nó không vậy mà lát hồi ráp con bự dữ á. Ừ, to bằng con BG luôn á. Mà ông ráp Gundam xong rồi cái giờ đổi gió qua ráp mô hình xếp gạch, thấy sao? Theo như tôi thấy nha, cái ưu điểm của em này á là những cái bắt nó tách màu dễ nè. Chất lượng build em nó cũng cứng cáp nữa. Mà nhìn mấy cái bắt nhựa nè, thấy không? Nó bóng loáng giống y chang như là ông phủ top coat vậy á. Ừ, đúng rồi. Mà ngoài con này ra là còn có Ngưu Ma Dương nè, chưa bắt giới nữa. Đã vậy là còn có thêm mấy cái mẫu kiểu mây cha luôn. Ừ, đã vậy? Ừ. Ê, đi húp liền, húp liền. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Các bạn thấy sao về cái em Ngộ Không mô hình xếp gạch này? Nhớ comment bên dưới cho NLShop biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel của NLShop để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.